Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức 24 giờ. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Hãy cùng đón xem bản tin ngay sau đây. Lộc Phu Ô gây tranh cãi với phát ngôn là phụ hồ kiếm được 30 triệu một tháng, dễ dàng ăn đứt lương văn phòng. Thúy Nga bất ngờ đăng ảnh đoàn tụ với Kim Ngân, còn luận thêm 20 tội đã làm với cựu ca sĩ. Anh em quốc cơ quốc nghiệp được xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Mang bom xăng và hung khí nguy hiểm đi đánh nhau, 15 thanh niên bị tạm giữ, 5 đối tượng đang truy bắt. Đắk Nông trộm mai cảnh đem bán lấy tiền trên ma túy. Các bên Venezuela trở lại bàn đàm phán với nhiều kỳ vọng sau 2 năm. Các ổ dịch COVID-19 mới cản đường phục hồi của kinh tế Trung Quốc. Afghanistan tái triển khai các đơn vị vũ trang là ưu tiên hàng đầu. Và ngay sau đây là phần tin chi tiết. Lộc Phu Ô gây tranh cãi với phát ngôn là phụ hồ kiếm được 30 triệu một tháng, dễ dàng ăn đứt lương văn phòng. Lộc Phu Ô tên thật là Phạm Văn Lộc, anh từng là hiện tượng mạng xã hội nhờ những bài đăng, video hài hước xung quanh cuộc sống đời thường của mình. Sau một thời gian vắng bóng, Lộc Phu Ô có màn trở lại đầy tranh cãi với phát ngôn gây sốc. Theo đó, anh cho biết là phụ hồ có thể kiếm được từ 600.000 đến 1 triệu một ngày, một tháng ăn đứt lương văn phòng và mua iPhone 12 là chuyện dễ dàng. Cụ thể, Lộc Phu Ô đã bày tỏ, giờ các em cứ nghĩ đi, các em đi phụ hồ sẽ mua được iPhone 11, iPhone 12 như thầy cho các em coi. Lương chỗ thầy cao lắm, những chỗ khác trong Sài Gòn cũng cao nữa. Nếu các em đi làm khối lượng, có khi 1 triệu cũng có nữa. Các em đi làm văn phòng tháng 5 triệu chứ nhiêu, giờ các em đi học, qua mùa dịch đi làm là được. Phụ hồ nay giá cao lắm. Nhiều người cho rằng, chia sẻ của Lộc Phu Ô mang tính chủ quan bởi không ai đủ sức khỏe để làm công việc nặng nhọc. Bên cạnh đó, việc này cũng không được ổn định. Hiện chia sẻ của Lộc Phu Ô thu hút sự quan tâm và bàn tán của rất nhiều người. Thúy Nga bất ngờ đăng ảnh đoàn tụ với Kim Ngân, còn luận thêm 20 tội đã làm với cựu ca sĩ. Mới đây trên trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ hài Thúy Nga vừa có bài đăng cho biết mình là nữ nghệ sĩ nhận tội nhiều nhất năm. Bên cạnh đó, chị còn liệt kê thêm 20 tội trạng đã làm với Kim Ngân. Trước đó, Thúy Nga từng thú nhận 30 tội trạng. Diễn viên hài Thúy Nga bộc bạch, hồng trừng, từ đây tới cuối năm là nhận đủ 108 tội, kỷ lục tội luôn đó mọi người. Xin cảm ơn cộng đồng mạng đã phân tích và trao cho Thúy Nga 50 cái tội. Đã vừa lòng hả dạ mấy anh chưa? Em cũng chưa biết chắc là luôn đó, sẽ còn nữa. Đáng chú ý, Thúy Nga bất ngờ đăng ảnh đoàn tụ cùng Kim Ngân trên bàn tiệc. Nhiều người liền đặt nghi vấn liệu mối quan hệ giữa Thúy Nga và Kim Ngân đã tốt đẹp trở lại. Tuy nhiên, đây chỉ là bức ảnh cũ. Phía dưới bài đăng, cư dân mạng để lại lời bình luận động viên, an ủi Thúy Nga, đừng quan tâm đến dư luận. Anh em quốc cơ quốc nghiệp được xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú cấp cơ sở lần thứ 10. Bên cạnh nhiều nghệ sĩ gạo cội, lão làng được xét tặng như Hùng Minh, Thanh Nguyệt, Lê Thiện, Ngọc Khanh, Hữu Quốc, Mỹ Uyên, Thanh Thú, Thoại Mỹ. Trong danh sách còn có anh em quốc cơ và quốc nghiệp. Anh em quốc cơ quốc nghiệp có nhiều năm theo đuổi nghệ thuật xiếc và được truyền dạy từ bố. Từ khi còn nhỏ, hai anh em đã được bố tập luyện. Hiện tại, cả quốc cơ và quốc nghiệp cũng thường xuyên chỉ dạy các kỹ thuật cơ bản cho con của mình làm xiếc. Đặc biệt, Guinness Thế giới cũng đã xác nhận hai anh em quốc cơ và quốc nghiệp. Mang bom xăng và hung khí nguy hiểm đi đánh nhau, 15 thanh niên bị tạm giữ, 5 đối tượng đang truy bắt. Chiều ngày 14 tháng 5, một lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ 15 nam thanh niên có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng trong thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Theo nguồn tin, khoảng 21 giờ ngày 8 tháng 8, tổ công tác công an quận Bắc Từ Liêm đang tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường Văn Tiến Dũng thuộc địa bàn phường Minh Khai, phát hiện một nhóm đối tượng nam nữ thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm các quy định trong công tác phòng chống dịch nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, nhóm đối tượng này nhanh chóng tăng ga tẩu thoát, bỏ lại một xe máy Way mang biển kiểm soát 29L5-48635 và 5 tuyếp sắt có gắn dao phóng lợn dài khoảng 2,2m. Đến ngày 9 tháng 8, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác minh và tiến hành bắt giữ một đối tượng ở quận Nam Từ Liêm là Phan Tiến Cường, sinh năm 2003 ở phường Cầu Diễn và 5 đối tượng ở quận Bắc Từ Liêm. Tiếp tục điều tra làm rõ, đến ngày 13 tháng 8, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt thêm 9 đối tượng có liên quan đến vụ việc. Đắk Nông trộm mai cảnh đem bán lấy tiền chơi ma túy. Chiều ngày 14 tháng 8, một lãnh đạo công an huyện Đắk Mưu, tỉnh Đắk Nông xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Thành, sinh năm 2003, và Nguyễn Xuân Phong, sinh năm 1997, cùng trú tại huyện Đắk Mưu để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là hai đối tượng nghiện ma túy. Trước đó, lợi dụng đêm tối, Thành vào nhà ông Nguyễn Đức Xanh ở thôn Đắk Xuân, xã Đắk Lao trộm 3 cây mai được trồng trong cây cảnh để trước sân nhà. Sau đó, Thành lần lượt bê ra ngoài đường và cùng Phong dùng xe máy đến chở 3 cây mai vừa trộm được đi cất giấu. Không lâu sau đó, Thành và Phong chở 3 cây mai vừa trộm được mang đi bán được 1,5 triệu đồng. Quá trình điều tra đến ngày 3 tháng 8, lực lượng công an huyện Đắk Mưu đã tạm giữ Lê Minh Thành và Nguyễn Xuân Phong để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Các bên Venezuela trở lại bàn đàm phán với nhiều kỳ vọng sau 2 năm. Đoàn đàm phán chính phủ Venezuela do Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez dẫn đầu, trong khi phe đối lập có sự tham gia của nhiều đảng chính trị đối lập lớn nhất tại Venezuela hiện nay. Không giống với các nỗ lực đàm phán trước đây, các cuộc đàm phán giữa các bên Venezuela lần này có sự chứng kiến của hơn một chục quốc gia, trong số đó có Hà Lan, Nga, Bolivia, Thổ Nhĩ Kỳ và Na Uy đóng vai trò là người điều phối. Hiện chính phủ Venezuela đang coi việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt là ưu tiên số một, coi đó là gốc rễ của mọi khủng hoảng. Trong khi, các phe đối lập kêu gọi cho phép tiếp nhận viện trợ nhân đạo, bao gồm vaccine COVID-19 vào Venezuela, muốn chính phủ thả các tù nhân chính trị và cho phép họ tham gia vào các cuộc bầu cử tại địa phương vào tháng 11 tới. Được biết, đây là lần đối thoại thứ ba giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập. Những nỗ lực đối thoại trước đó ở Cộng hòa Dominicana năm 2018 và Barbados năm 2019 không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Các ổ dịch COVID-19 mới cản đường phục hồi của kinh tế Trung Quốc. Các ca nhiễm COVID-19 mới đã xuất hiện ở nhiều địa phương tại Trung Quốc trong vài tuần qua. Từ đầu tháng đến nay, số ca nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận tăng lên đến 878 trường hợp, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Giới chức quan sát bắt đầu lo ngại về việc chính quyền Trung Quốc siết chặt kiểm soát nhằm đối phó với dịch bệnh. Trong báo cáo được công bố ngày 11 tháng 8, các nhà kinh tế của HSBC nhận định đợt bùng phát mới tại Trung Quốc diễn ra khi một số động lực tăng trưởng kinh tế đã mất đà, tiêu dùng nội địa cũng chật vật để phục hồi hoàn toàn. Dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 3 năm 2021 từ 7,3% xuống còn 6,7% và dự báo cả năm cũng giảm từ 9,1% xuống còn 8,9%. Afghanistan tái triển khai các đơn vị vũ trang là ưu tiên hàng đầu. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 14 tháng 8 cho biết ông đã tiến hành các cuộc họp tham vấn với lãnh đạo các địa phương và đối tác quốc tế về tình hình nguy cấp hiện nay trong bối cảnh quân Taliban đang siết chặt vòng vây quanh thủ đô Kabul. Phát biểu trên truyền hình, ông Ashraf Ghani cho biết với tư cách là tổng thống, nhiệm vụ của ông hiện nay là ngăn chặn sự gia tăng bất ổn, bạo lực và làn sóng di tản. Ông cũng cho biết không muốn có thêm nhiều người chết trong cuộc chiến tranh này. Tổng thống Ghani nhấn mạnh việc tái triển khai các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang của đất nước là một ưu tiên hàng đầu. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết, những nội dung nổi bật, những tin tức diễn ra trong ngày của tin tức 24 giờ. Mọi ý kiến trái chiều, xin mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới video này để ban biên tập của chúng tôi kịp thời xử lý và phản hồi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.